Và sau đây đáp lại tấm chương trình của tất cả quý vị, Võ Ngọc Quyền sẽ gửi tặng tất cả quý vị với bài hát với Hồ Minh Đương đi. Hát với Hồ Minh Đương. Mời hot boy Hồ Minh Đương. Dạ, liên tục chương trình Võ Ngọc Quyền xin phép song ca cùng với nam nghệ sĩ Hồ Minh Đương với lớp trích đoạn được mang tên Máu Nhuộm Sân Chùa. Và xin cùng thưởng thức. Trích đoạn này ba Sáu thích vui lắm. Còn đứa gần nhau nữa tâm ca, ngăn cách này ngàn vua dương sợ mai này chẳng xa, thương nhau không nhòa, thương kẻ đi xa lòng nặng mà bao niềm đau có nghe trong tâm tư xót xa. Dạ chào bà. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàng đội gió tuyết trở về đây. Đội gió tuyết trở về đây. Vậy để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện chi? Chuyện ban đầu của một người con trai, chuyện thương đau của một kẻ sắp đăng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cũ thì mới hay rằng người con gái ấy đã sang sông. Thôi không cần nói nữa, chỉ làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ đã đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn ba. Rồi có một chiều nào bà dừng chân nơi quán là xin bà hai dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Cuộc sống bên đời cô độc như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Bà ơi, có một phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thề non hẹn biển, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau dài giọt lệ ban đầu. Giọng nói như nghẹn ngào nức nở nhắc chuyện ban đầu của hai kẻ yêu nhau. Không phải chắc ông là kẻ xa đi và để lại sau lưng niềm trong mắt ông là ai?
chồng. Bà đã tận hưởng một cuộc sống vàng son hoa mộng, bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc. Và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho chậm trời xa không bao giờ bỗng sông hồ. Quyết định của sư mẫu em thì làm sao em cãi lời người đưa tâm ca bên anh đã hiểu cho em. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, còn tôi chỉ là kẻ đứng bên về đường hạnh phúc. Có tiếc thương cũng đành đi biệt, mong mẹ nào rồi cũng tàn cuộc giữa đêm sương. Thì thôi đường bà, chẳng có quán hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân nơi thuyền, tôi có nhà để lắng nghe chim yên rộn xa kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống, bên cạnh chồng và những đứa con ngoan. Còn tôi với cuộc đời không định hương gió bụi sông hồ đã vùi đắp bước chân quang. Bây nhiêu đó thôi rồi, bà hãy về đi. Anh đã nghe nói về đi nghe. Đôi mình xa cách ta tác đều tôi, còn vậy phút nghe thôi. Chẳng xa suốt đời ngã mùi. Tôi đã từ đây thôi hơi mờ thương còn. Xin hãy nắm lấy tay nhà lần sau tôi, rồi không cần đau lệ tiễn đưa nhau. Bàn tay tình yêu không lưu giữ được thì chỉ còn nước mắt đồng quanh mi. Rồi từng chiều buồn lần sau cuối, rồi sáng mai này vào chốn gia quy. Tâm ơi, bây giờ đã sắp hết mùa thu, những cõi mô đồng thẳng thiếu trơ trời. Những bầy chim sao xác trở về ngang, làm cho nỗi ly tan càng thêm buồn thương. Ta đã cố gắng rồi trong mùi.
rồi tập ca nhà mùi xin chân bi nhà mùi. Sao mà vỗ tay trần trội trời hết trơn rồi.